Người yêu tôi rất hay làm cho tôi bực mình, còn cãi nhau rất là nhiều lần nữa. Sao lúc này chị cũng làm trái với em hết vậy? Chị không làm theo ý em được hả? Sao lúc này em cũng khó chịu với chị hết vậy hả? Em nghĩ chị không dám bật lại hả? Chị bật đi. Tưởng người ta không dám bật hả? Làm sao vậy? Tao mới đầu không nói vậy đó. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Hôm nay mấy bà ơi, người yêu giận tôi nữa rồi. Tính ra là tôi mới mua cái len chống ánh sáng xanh của nhà Aegi nè. Mà hổ, người yêu tôi thích mẫu này lắm á mấy bà. Mà không biết bây giờ giận rồi có lấy nữa không? Không biết nữa. Nè, lần này coi như tha cho chị. Đi ăn không? Ăn gì cũng được. Thôi, ăn đồ nướng nha, món mà em thích nhất luôn đó. Ok, đi thôi.